Hello, xin chào đại gia đình Karate của Thỏ. Thỏ đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì chúng mình sẽ làm một video về chủ đề Back to School. Tuy nhiên thì đây sẽ không phải là một cái make up look Back to School mà mọi người vẫn mong đợi. Vì khoảng thời gian gần đây ấy, mọi người nhắn với Thỏ rất là nhiều là Thỏ ơi, làm các cái video chủ đề Back to School đi, vì là bọn em sắp đi học trở lại rồi. Thỏ cũng suy nghĩ rất là nhiều, vì cái thời mà Thỏ còn đi học ấy thì thực sự Thỏ không make up nhiều. Tại vì mỗi lần mà dậy muộn buổi sáng thì Thỏ chỉ muốn để nguyên cái mặt mộc đến trường. Và khi mà Thỏ còn ngồi trên ghế nhà trường thì cái việc make up đậm thì nó là một cái điều bị cấm. Tuy nhiên thì hôm nay thì Thỏ sẽ làm một cái bộ sản phẩm. Nó bao gồm 3 em son và 3 em má hồng. Bộ sản phẩm này tại sao Thỏ lại lựa chọn để làm chủ đề Back to School? Tại vì là khi mà Thỏ đi học ấy thì Thỏ rất là hay đánh son tin. Thứ nhất là khi mà mình đánh son tin và mình bặm ra nó lan đều ở môi thì nó không tạo cái cảm giác màu son quá đậm và trông khá là tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thứ hai là son tin lâu trôi và Thỏ có thể đánh một lần thôi mà cả ngày nó cũng không trôi. Tiếp theo đấy chính là má hồng. Tại sao Thỏ chọn má hồng? Tại vì đối với Thỏ khi mà mình đi học ấy, mình không cần thiết phải make up quá nhiều, nhưng mà để có sức sống hơn thì chúng mình cần có một đôi má ửng hồng một cách tự nhiên nhưng không quá đà. Đấy là lý do vì sao Thỏ chọn 6 em sản phẩm này để đưa đến cho mọi người ngày hôm nay. Ngoài ra thì cái packaging này á thì siêu phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên, vì nó rất là dễ thương và cái giá thành của em ấy cũng rất là rẻ, nên là mọi người yên tâm rằng là cái sản phẩm này sẽ cực kỳ phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên chúng mình. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng mình cũng bắt đầu vào video nào. Màu số 01 là một màu cam khá là tươi tắn. Màu này khi mà đánh lòng môi sẽ tạo cho mình một cảm giác rất là năng động, tự tin và tràn đầy sức sống. Chất son của em này lên rất là mướt, rất là mịn màng, nó không khô như chất son tin truyền thống ngày xưa đâu. Màu má cam là màu số 02. Em này là một màu má cam đào. Thỏ rất là thích những màu má cam, và khi mà bạn đánh màu má cam tươi tắn như thế này thì trông mình sẽ trắng hơn rất là nhiều đó. Đến cuối ngày rồi, nếu bạn muốn đi chơi có thể đánh phút môi màu cam này mà trông cũng không quá đậm, tuy nhiên thì vẫn có một cái chút gì đó trưởng thành hơn là khi chúng mình đánh lòng môi đó. Màu son số 02 là màu hồng baby cực kỳ. Và khi mà mình đánh màu này lên môi ấy, mình sẽ có cảm giác là trông mình rất là dễ thương luôn ý. Màu má hồng lần này thì là màu số 01. Em này thì là một em má hồng có pha một chút ánh tím, thế nên là đôi khi sẽ trông hơi bật da một chút xíu. Tuy nhiên thì nếu kết hợp với màu son hồng này thì lại cực kỳ hợp nhau luôn ý. Và bộ đôi này sẽ làm chúng mình trông rất là đáng yêu, rất là phù hợp với những cô nàng baby và bánh bèo một chút xíu nha. Màu số 03 là một màu đỏ tươi. Màu này thì Thỏ nghĩ sẽ phù hợp với những cô nàng có hơi cảm tính một chút khi còn đi học. Có một điểm Thỏ rất là thích ở em son đỏ này, đó là em ấy lan rất là đều và màu son rất là đẹp, mịn màng. Màu má đỏ cũng là màu số 03 luôn. Màu này khi mà đánh lên ý, Thỏ đã rất là sợ là em ấy sẽ đậm quá so với mặt của mình. Tuy nhiên khi mà tán đều em ấy ra thì lại trông rất là nhẹ nhàng, không hề đậm một chút xíu nào cả. Nếu mà bạn sợ em này hơi đậm quá một chút xíu thì chỉ nên lấy một chút ít ra đầu ngón tay và tán dần cho đến khi nào được lớp màu ưng ý nha mọi người. Em son đỏ này nếu mà bạn đánh phun môi thì sẽ trông rất là quyến rũ và trưởng thành. Vì thế chúng mình hoàn toàn có thể sử dụng em son đỏ này cho những dịp lễ quan trọng, hoặc là những buổi tiệc, những buổi đi chơi vào buổi tối chẳng hạn nhé. Và thế là Thỏ đã kết thúc video swatch son ngày hôm nay rồi. Và đặc biệt hơn là cả 3 màu má hồng nữa nhá. Không biết là các bạn thấy các cái màu son và má hồng này như thế nào. Cá nhân Thỏ thì Thỏ thấy màu nào cũng xinh và màu nào cũng đẹp lung linh luôn ý. Thật sự rằng là các màu son này không chỉ hợp với những bạn học sinh hay sinh viên còn đang đi học, mà thậm chí là những cô nàng đã đi làm như Thỏ rồi cũng có thể sử dụng được và rất là đẹp là đằng khác. Ngoài ra thì một màu son có thể sử dụng nhiều thời điểm khác nhau. Ví dụ như chúng mình có thể đánh lòng môi để đi học và đi làm vào ban ngày, và đánh phun môi để đi chơi vào buổi tối chẳng hạn. Rất là tiện lợi và tiết kiệm phải không nào? Và cái link mua sản phẩm Thỏ sẽ để ở description box ở phía dưới cho mọi người nha. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, Thỏ xin phép kết thúc video này ở đây. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video swatch son lần tới nhé. Xin chào tạm biệt.